rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó. Và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, cưới thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, ngất ngây trong lòng chỉ thay thiệp hồng chiều tím không mây. Đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt thêm. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng như tiễn đưa. Lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Anh Vũ, anh Vũ nè, anh cứ lo lập chí đi anh. Người con trai ít ra cũng phải có một sự nghiệp gì với đời chứ. Em xin vui lòng chờ đợi ngày anh thành danh mà. Chắc anh không thể dạy học được nữa em à. Ủa, sao vậy anh? Bộ anh bận nhiều bài vở lắm phải không? Không, chuyện gì anh cũng có thể làm được. Anh không sợ cực khổ đâu. Bộ ông hiệu trưởng bất bình anh phải không? Không. Chứ gì lẽ gì anh có thể cho em biết được không anh? Mất chỗ dạy thì anh phải bỏ học. Hả? Chứ tiền ở đâu mà đóng tiền cơm nè, tiền trọ nè, tiền trường. Em có cảm thông được cho anh, bởi hoàn cảnh làm cho tương lai mỏng manh. Nói thật nha, anh thôi chi nản lòng. Em nghĩ coi phải dạy môn chục giờ âm nhạc mới có được 500.000 đồng bạc. Phải đành bỏ mộng làm luật sư để xin một chân làm thư ký quèn. Anh à, hễ không dạy chỗ này thì anh tìm chỗ khác, chớ đâu có việc gì anh phải chán nản như thế. Em à, lúc này kiếm chỗ làm đâu phải dễ. Huống chi anh không quen cái lối đi xin, làm như vậy thiên hạ sẽ cười khinh. Sở dĩ anh được dạy ở trường này là ông hiệu trưởng là bạn thân của ba anh hồi trước đó. Nhưng tại sao ông ta lại muốn cho anh nghỉ dạy? Thì có gì đâu, ông ấy có một cô con gái tên là Thảo Trinh. Cô ta có nhan sắc mà lại học âm nhạc chung với anh, rồi đâm ra mê anh như điêu đồ. Mà khổ nỗi anh có biết cô ta bao giờ, cô ấy yêu anh đến nỗi phải lâm bệnh vì anh. Ông hiệu trưởng cũng không biết cô ta bệnh gì, mời thầy chạy thuốc lăn xăng mà không giảm bệnh. Giữa cơn mê cứ gọi tên anh mà khóc hoài. Má cô ta tìm trong tủ thấy cuốn nhật ký ghi hàng ngày,
trong ấy toàn là chuyện cứ nói nhớ thương anh. Nhưng làm sao anh quên hình bóng của em được? Ông hiệu trưởng có ngỏ ý gả Thảo Trinh cho anh liền à. Anh nói anh nghèo khổ, anh không có tiền. Ông bảo chuyện đó, ông lo tất cả cho anh. Anh, em không ngờ tình yêu anh dành cho em nhiều quá. Đời em không có anh thì em sống để mà làm gì? Em đã trải qua một thời thơ ấu khổ đau, thiếu tất cả tình thương dù là tình thương của gia đình. Hay là bây giờ anh giả đò khứng chịu, cốt để yên thân có chỗ dạy đến ngày thành tài. Anh gá tiếng thôi chứ đâu cưới hỏi làm gì. Anh làm thế em thấy không có được đâu anh ơi. Anh để Thảo Trinh nuôi hy vọng rồi sẽ tuyệt vọng. Thà anh bỏ dài và tiếp tục đi học. Lương của em không là bao, nhưng em lo cho anh dư sức. Có thể nói em lo cho anh được một năm. Nhưng anh đâu có thể sống hèn hạ như vậy. Em làm sao chịu được sự tiêu xài vô chừng của anh? Hai năm nay làm việc em cũng có để dành. Hồi ở cô như viện em chắc mốt cũng có dư. Chừng nào ra trường á, anh làm việc, anh có tiền anh lo lại cho em ha. Dạ. Trời ơi. Hôm nay nhìn em đẹp thiệt ta. Trời ơi, con nhìn kỹ lại anh kỳ quá. Sao? Lết thết lâu thôi. Nhưng mà anh cần bao nhiêu để mua sách vở nè? Để coi, độ khoảng 300 ngàn à, chứ đâu nhiều đâu ha. Sách lực lúc này thì mắc lắm em à. 300 ngàn. Ừ. Thôi thì em cũng chịu thôi. Nè, đây nè, anh cầm lấy đi. Trời ơi, thấy thương không? Bữa nay em về nhà anh luôn nha. Anh ráng học hành trước đã. Chuyện trăm năm á, nào phải một ngày hay một bữa gì đâu. Hấp tấp làm chi cũng không nên vội vàng. Vì mình đã hiểu nhau, trước sau gì cũng cưới. Gìn giữ quá lâu sẽ mang câu lối hẹn. Anh muốn cùng với em ngay bây giờ sẽ tốt. Đến khi nào đám cưới mình đã xong, em với anh sẽ hát câu đồng phòng. Chừng đó chúng ta kể như tình đã thắm. Tiền đã trao qua, anh muốn anh đáp tạ. Bằng tấm lòng yêu em, trọn đời này là của em. Không được đâu anh, tình yêu chín mùi mới thú vị anh à ha. Không được thôi. Anh về nha. Dạ anh về nha. Diện rồi. Thôi mà, đừng ồn ào nữa. Tiền nè, ẵm đi bác sĩ đi. Cái gì? 100 ngàn sao đủ? Nào là tiền nhà, tiền gạo, tiền điện nước, cả trăm thứ mà đưa có 100 ngàn sao? Chứ nhiêu vậy? Ngồi không ăn hại mà cứ đòi hỏi hoài. Ê, vậy? Tôi không có ăn hại à nghe. Tôi có nghề của tôi.
ngươi cũng có chồng tử tế. Ai, ai đã đem lời ngon tiếng ngọt khuyến dụ tôi? Ai đã đàn bên tai tôi nè? Ai đã quyến rũ tôi rồi xúi tôi phải bỏ chồng? Một tháng cho có mấy trăm ngàn đồng à? Nếu không có con nhỏ này, tôi với anh đã đứt đoạn. Tôi sẽ làm cho anh ở tù, chứ đừng có giỡn chơi. Nè, đủ 200 ngàn rồi đó, em đừng có quậy. Tôi biết lúc này á không có tiền, em hay làm bậy lắm. Nói thiệt nha, ở trong tù còn sướng hơn phải nặng lo. Anh tưởng tôi không biết anh đang mê hoặc con bé đó hả? Nè nè, coi chừng tôi sẽ xử đẹp á. Em dạy quá hả? Có bao giờ anh yêu nó, nhưng anh cần tiền chỉ lợi dụng nó thôi. Mỗi tháng lương nó giao cho anh 300 ngàn. Người ta nói độ xài anh mê nó lắm phải không? Em đừng có nhảm nhí. Nó đã hết tiền rồi, mai này anh tìm chỗ khác để có tiền lo cho em. Nó hết tiền rồi mà anh còn đeo đuổi nó làm gì? Nó hết tiền nhưng nó còn tình. Mình phải tính nó cho em. Có tiền thì làm tiền, hết tiền thì tới tình. Vậy tôi cũng là một nạn nhân của anh chứ gì. Đi, đi khỏi nhà này ngay, đi đi. Bậy bậy nữa rồi. Tự nhiên nổi nóng à. Dù sao chúng ta đã có con với nhau, phải không? Nè, con bé ấy nó khờ lắm, chắc anh có thể kiếm tiền được. Em cứ làm ngơ cho anh, để kiếm tiền về anh nuôi em. Nhưng anh không được si mê bỏ em giữa chừng à. Nếu bỏ em hả, em kiện anh ra luật pháp. Con thư ký dạy khờ à, nó tưởng anh là sinh viên luật khoa. Còn giáo sư âm nhạc sợ anh cưới Thảo Trinh, nên có bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho anh. Nhưng nó đã là nhân tình của anh chưa? Nó khờ khảo nhưng về mặt ái tình, nhất định giữ mình không cho anh được ôm. Chỉ có mình tôi dạy tôi ngu thôi à. Tôi tưởng anh là thầy dạy nhạc, không ngờ anh là thằng dở. Thôi mà em, nó bậy bạ người ta nghe được là chết anh. Trong khi người ta thương tôi, người ta ái mộ giọng hát của tôi vẫn làm ra tiền mà. Vậy mà bị anh quyến rũ, tôi phải bỏ chồng theo anh, rồi có con nữa. Tôi nói anh biết nha, anh mà không khéo ha, tôi sẽ tố cáo anh là thằng lương gạt. Thôi, la hoài à. Bây giờ anh tính như vậy nè, lúc này tiền kiếm rất là khó. Ở Sài Gòn cái gì bước ra cũng tiền hết á. Hay là em tạm thời bồng con về nhà dì ba ở dưới đỡ một tháng đi, để anh làm vài vụ kiếm tiền nhiều nhiều, rồi anh đón em và con lên đây ha. Ừ, anh nói nghe cũng được. Vậy tôi về quê, nhưng mà anh nhớ nha, anh mà có gì với con nhỏ đó hả, anh đừng trách tôi à. Ui dạ. Cái gì mà con cứ đi tới đi lui cái mặt hầm hầm vậy Vũ? Cái gì má cũng lo cho anh Phong hết trơn á. Con hư là phải rồi. Bởi vậy ba cho sớm là vừa. Tại con không có chịu học, con lười biếng ham chơi, hung dữ mà còn cứng đầu nữa. Con cứng đầu tại ai? Có phải tại ba không? Không, cái ông chết mà chết không có từ giả con tiếng nào hết à. Trời ơi, mà con hư hỏng như vậy, lẽ ra má phải thương con hơn là thương anh Phong, phải không? Má không thương con, không thương con mà cứ mỗi lần con về đây, má không tìm phải bán đồ cho con. Tất cả nữ trang lần này má biết sao hơn. Má, nếu cây này không có 2 triệu đồng chuộc mãn thì con sẽ chắc chắn vô tù để cho má được yên.
vui lòng. Trời ơi, má chỉ còn có chiếc nhẫn này thôi. Nếu con nói thật cho má nghe, con làm gì mà đến nỗi phải đi tù? Không lẽ con làm chuyện tại trời? Nếu chiếc nhẫn này cứu con thoát nạn thì má cũng phải bắn cho con. Nhưng con phải kể cho má nghe chuyện gì vậy con? Dạ, con có một người bạn thân, nó mời con vào nhà ăn cơm. Tự nhiên nó nói người bạn nó đau nặng, nó biểu con cứ tự nhiên ở nhà ăn cơm với vợ nó vì chỗ thăm tình đó. Rồi nó đi, vợ nó mời con uống bia chờ nó về. Khuya quá không thấy nó về, phần con cũng không hiểu làm sao mà vợ nó nói cái gì con cũng nghe theo hết á. À, con không còn nhớ lúc đó con làm gì nữa. Má biết không, rồi tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa hấp tấp, rồi tiếng chìa khóa đưa vào ổ khóa, tiếng khóa ầm ầm. Thằng bạn về đến, nó chửi con tơi bời, nó đòi đi thưa. Nếu muốn nó em phải ghi giấy ngay, đưa nó 2 triệu mới được em chuyện. Vậy là nó làm tiền con, sao con dại quá đi. Trời ơi, con của tôi. Thôi, con lấy chiếc nhẫn xoàng này rồi bán đi, lo cho em chuyện đi con. Vậy phải dễ thương không? Hung má. Còn nói má nghe nè. Má già cả rồi, đeo nhẫn làm chi? Má biết không, lấy chiếc nhẫn này á là con có hiếu đó. Có hiếu? Ừ. Để má đeo ra đường á, ăn cướp giết má sao? Trời ơi, má thấy con có hiếu ghê không? Thôi, con đi nghe má. Bye bye. Vũ, Vũ. Thiệt là con với cái. Má, chuyện gì vậy má? Phong hả? Dạ. Má buồn cho thằng Vũ lắm con à. Thanh danh của gia đình mình, danh dự của gia đình mình bị giày xéo do tay thằng Vũ gây ra tất cả con ơi. Thôi, má đừng buồn má à. Cũng do ba con chết sớm nên nó mới đâm ra trụy lạc ăn chơi, không học hành gì hết. Nếu ba con còn sống, chắc nó cũng không đến đổi đâu má à. Ba con chắc là biết trước, cho nên trước khi đi ba con có di chúc lại cho con. Giáo sở nghiệp lại cho con quán xuyên, còn tiền bạc chia đều, nhà cửa cũng vô. Không có quyền gì nói dám kiện cáo với con. Dù sao cũng chỉ có 2 anh em, con không bỏ em con đâu má à. Má chắc không còn sống lâu, điều má ân hận là con chưa có gia đình. Một năm con để tăng gia nên má chưa nghĩ đến. Má muốn con cưới vợ cho yên bề, để má có nhắm mắt cùng yên tâm. Má à, con chưa có ý định đó đâu má. Ba đình là bạn thân, gả cô Nguyệt cho con để nên nghĩa vợ chồng. Cô Nguyệt
thông minh và buôn bán rất lành. Má, má cứ yên tâm, con sẽ vâng lời má dạy, tìm kiếm người xứng đáng để kết hôn. Bây giờ thì má khoan, bắt con phải đi cưới cô Nguyệt. Sao vậy con? Ai với cô Nguyệt thì con hiểu cô thật rành. Bên ngoài có vẻ mạnh mai, nhưng tâm tính không được hiền lành. Con ơi, ba con chết để lại hai đứa song sinh, nhưng tánh tình thì lại khác. Một đứa thì ăn chơi trụy lạc, còn một đứa thì không ham tiền ham bạc. Cố làm cho cha mẹ được vui lòng. Con thấy sao? Chớ mà thấy nó rất hiền lành, nhưng hiền lành mà khôn ngoan chứ không dạy. Nếu con nghe lời, má sẽ tổ chức trọng đại cho con. Trong một tháng má sẽ lo gấp cho con. Được vậy má có chết đi mà cũng vui lòng nơi chính xuôi. Có gì hạ dạ cho bằng những giây phút vui mà má được nhìn thấy con đang thành lập gia đình. Má có dò xét kỹ rồi, có nhiều nơi đến dạm hỏi mà bà ta không có chịu gả. Con nói đi, con nghe lời má hay lòng con thế nào, để má biết mà sắp xếp cho đời con. Má à, con còn để tang ba. Còn thằng Vũ á, đem nhiều chuyện rắc rối đến gia đình, thì lòng dạ nào con lấy vợ được hả má? Không, má quyết định rồi, con phải nghe lời của má. Đối với má bây giờ, chuyện vợ con của con là điều quan trọng nhất. Má, má biết sức khỏe của má mà. Lỡ má có bề gì mà chưa lo được chuyện gia đình cho con, má ân hận lắm Phong ơi. Má, cô phải tự tìm hiểu lấy. Tìm hiểu lấy? À, thì ra anh cũng khá lắm. Chuyện tôi là do má anh và má tôi hứa với nhau như thế nào đó, chứ đâu phải tại tôi. Còn một chuyện nữa, cô ngại miệng không dám nói sự thật chứ gì. Anh muốn nói anh là kẻ đến sau có phải không? Gần như vậy. Đứng lại đó, tôi chưa cho phép anh đi mà. Anh Phong, cô đừng có nói gì nữa hết á. Trước khi cưới tôi, anh có hỏi tôi là người như thế nào không? Anh nhớ là anh không hỏi một lời. Tôi đâu có khoe với anh là tôi trinh trắng bao giờ. Má tôi cũng không giấu anh nếu anh hỏi những gì sự thật. Tại sao bây giờ anh lại trách hờn tôi? Má anh muốn cưới tôi, chứ tôi đâu có năn nỉ về làm vợ. Cô nói vậy mà cô nghe được sao hả? Từ nào tới giờ có cô dâu nào về nhà chồng như cô không? Người ta cưới vợ là cưới những cô gái tiết hạnh,
chớ ai cưới những cô gái lỡ duyên về làm vợ hả? Dù sao anh cũng lấy tôi rồi, anh đừng có kiếm cớ. Tôi thách anh đó, nếu giỏi anh cứ ly dị tôi đi. Nếu không vì má tôi khỏi nói câu gì. Tôi với cô hai lối rẽ đường ai nấy đi. Ngược lại thì cô thấy cô có một đời chồng. Khi má tôi hỏi cưới cô đừng bằng lòng mới hay. Bây giờ cũng chưa muộn. Vì sự thật tôi có yêu anh đâu. Má anh năn nỉ ỉ ôi, má tôi mới xiêu lòng đó thôi. Nhưng bây giờ đã có danh nghĩa, muốn gì má anh phải qua nói chuyện với má tôi. Và bây giờ tôi sẽ về với má tôi, tôi nói cho má tôi hay chuyện này. Giả dối. Nghe nói anh mới vừa đám cưới cho con nào đó mà anh không nhắn cho tôi biết nữa. Anh em gì tệ dữ vậy trời. Vậy đâu còn tình nghĩa gì nữa ta. Có gì buồn khi ở tù mà không ai thăm. Nè, tôi buồn anh lắm nghe chưa. Uống miếng nước đi rồi nói tiếp. Thôi, nói mệt rồi, không nói nữa đâu. Trước khi trách người khác, em hãy tự trách mình trước đã. Em làm cho ba chết, rồi mới đây làm cho má buồn má chết luôn. Em gây tai tiếng cho gia đình ta như vậy, em không biết ăn năn hối cải hay sao mà còn lại trách anh. Anh cho người nuôi em không thiếu một thứ gì, ở trong tù mà còn sướng hơn bao người khác. Còn bảo đi thăm thì anh bận nhiều công việc phải lo. Anh không muốn làm sai lời trối của ba em mà. Chắc là ba cấm không cho anh vào thăm tôi chứ gì. Phải mà, đi thăm thằng này để làm chi hả? Ăn trộm ăn cướp lừa gạt bị tội tù, đi thăm nó sợ xấu hổ đến thanh danh. Anh biết tại sao tôi ra thân hèn này không? Cha mẹ cho anh ăn học chăm sóc đàng hoàng. Còn tôi nè, đâu có ai thèm ngó đến. Lỗi tại em chứ đâu phải tại mẹ cha. Đã không học mà còn bê tha nữa. Nhưng thôi, giờ em đã được tự do, em nên sống lương thiện mọi việc để anh lo. Anh đứng ra cưới vợ cho em đàng hoàng, rồi anh sẽ hướng dẫn em công việc làm ăn. Cưới vợ? Cưới vợ để làm gì hả? Ba má chết không chia tài sản cho tôi, bao nhiêu của cải giao cho anh hết. Việc gì tôi phải ở đây làm mồi cho anh? Tôi nói anh biết nha, tôi vẫn còn có công việc làm ăn của tôi, đúng không? Anh tưởng tôi không có công việc làm ăn hả? Ba có lập chúc thư trước khi chết. Má thì chết thình lình. Tiếc là lúc má chết không có mặt em. Đó, anh thấy không? Anh lại tệ thêm một chuyện nữa rồi. Lẽ ra má chết anh phải cho tôi biết chứ, phải không? Em có biết em cũng không về được. Em có biết tội em nặng cỡ nào không? Còn giấy tờ giải quyết tài sản của em hiện đang ở tòa án. Em cứ lại đó làm thủ tục. Được, để tôi lại đó coi số tiền chia cho tôi được bao nhiêu. Tôi nói thiệt với anh nha, anh lấn lướt tôi nhiều lắm đó. Nhà cửa này à, ba má cho anh cả cái công ty của ba thì ba cho anh, chứ anh đâu có quyền gì. Ba cho cái gì anh hưởng cái ấy chứ biết sao anh đâu dám cãi ba. Anh quá tham tiền trong khi tôi bị kẹt. Anh ở ngoài này, anh ồn ỉ ba má để sang đoạt của tôi. Tôi sẽ kiện cho anh coi. Thì em cứ tự nhiên đi kiện, nếu tòa xử ra sao anh cũng phải nghe theo. Vật chất này không lẽ chia cắt anh em ta, còn cái nhà để thờ má thờ ba. Giấy tờ ba để lại là cho anh trọn vẹn. Nếu em lãnh số tiền kia làm ăn thất bại, em cứ về đây đạm bạc. Đạm bạc? Chuyện trước mắt tôi phải đến tòa án làm thủ tục lấy tiền cái đã, rồi chuyện gì tính sau. Đi nha.
Hôm qua tôi có đến ngân hàng nhận tiền. Tôi có đọc kỹ tờ di chúc. Là cái nhà của mình đó tôi có quyền bán. Nhưng kẹt cái phải qua sự đồng ý của anh mới đọc đó chứ. Em mới nhận tiền. Ừ, đã xài hết rồi à? Anh tưởng nhiều lắm hả? Có 100 triệu làm sao đủ trả nợ. Nhờ vậy á, cho nên tôi mới nhớ cái nhà của mình. Không được. Cái nhà của mình là nhà để thờ ba với má em à. Nhưng hôm nay tôi kẹt quá, anh hiểu không? Xin anh hãy ký đi, để tôi bán tôi trả nợ cho người ta. Trời ơi, em ăn xài cái gì dữ vậy hả? Ba để lại cho em bao nhiêu tiền? Để em lo làm ăn, mà em tiêu xài hết chỉ có một đêm. Bây giờ em đòi bán nhà. Bán nhà rồi em ở đâu? Tôi ở đâu thì mặc kệ tôi. Em ơi, anh đã nói là em nên nghĩ lại. Anh không can thiệp cho chuyện của tôi làm. Anh biết không, bây giờ tôi đã lớn khôn rồi, nhưng tiêu xài kiểu này 10 cái nhà cũng tiêu. Anh không ký tên đâu, em đừng ép anh. Anh không ký thì các chủ nợ kiện tôi đi tù. Anh không hiểu cho cảnh ngộ bị nợ nần. Vũ ơi, nhưng nhà của mình là nhà thờ phượng, mà em bảo anh ký bán đành sao? Anh muốn giữ cái nhà này để anh thờ phượng, hay là anh muốn tôi vô tù để ngoài này anh vui lòng hả? Và với những người không quen hoàn toàn xa lạ, người ta còn xót xa thương tâm. Còn anh là ruột thịt tình thâm mà anh chẳng chút thương tình. Anh ở ngoảnh mặt làm ngơ cho người ta bắt em mình. Anh đã hiểu vợ tôi đang đau yếu, còn tôi mới sanh không tiền. Anh không nhỏ chút xíu tình. Bán nhà thờ đó, anh còn có công ty này để tựa nương. Còn vợ con tôi phải lang thang vất vả. Anh biết không, nợ nần người ta, nếu mà tôi không trả thì tiếp tục trở vô để sống kiếp trong tù. Em nói cái gì? Em cứ vợ. Vợ hồi nào mà em nói em có con? Sao em cứ vợ, em không cho anh biết hả? Cho anh biết à? Điều ấy anh không cần nên biết anh hay à. Mà điều cần thiết tôi nói chuyện hôm nay là tôi đang gấp cái chuyện cần tiền. Tiền thì vợ con tôi chết, mà tôi cũng tự dằn chết theo liền. Anh nghĩ lại mà thương tôi lần chót. Anh giúp tôi bán nhà, tôi thề tôi sẽ không quấy rầy nữa anh hai à. Anh đã nói rồi, em đừng năn nỉ cho lâu. Em cần bao nhiêu em nói đi, anh sẽ giúp. Giúp à? Anh có cho tôi bao nhiêu cũng không đủ đâu anh hai à. Hơn nữa tôi đâu có xin anh, mà đây là chuyện chia cắt công bằng. Thì anh đâu có nói em xin. Anh chỉ hỏi em cần bao nhiêu để anh giúp em mà. Giúp? Anh học rộng mà dùng tiếng giúp à? Không có giúp gì hết à. Tôi có nhà, tôi bán nhà để trả nợ. Anh đừng có lên mặt mà nói chuyện tình nghĩa. Tình nghĩa cái gì anh? Anh sang đoạt của cái gia đình của cha mẹ để lại anh mới được giàu sang. Vì vậy mà anh quên cái thằng nghèo hèn này. Tình với nghĩa, nói nghéo gan đứt ruột. Em đừng ồn ào như vậy, hàng xóm cứ chế cười đó. Đây, em ngồi lại đây, em muốn uống cái gì?
Để em bớt nóng rồi anh em mình bàn với nhau. Nãy giờ anh làm việc cũng lâu nên hơi mệt. Hay để anh đi lấy nước rồi anh em mình uống tâm tình. Em uống bia nghe, em cứ tự nhiên uống một mình. Em cũng biết là anh không biết uống rượu uống bia. Tôi không uống bia, anh cho tôi vài ly cũng nhắc. Mấy em nào có tiền á, cho nên tôi cũng hơi ghiền. Được, để em đi lấy cô nhắc cho em ha. Anh không dùng thứ đó, em cứ tự nhiên. Học giỏi cũng sướng chứ. Phải chi trước kia mình chịu học thì bây giờ đâu có ra nông nổi vậy. Nè, rượu nè, em uống đi. Phải chi em chịu nghe lời anh, đừng chơi bời nữa. Trở về đây làm ăn với anh thì anh em mình vui vẻ biết bao. Cảnh của anh cũng không vui vẻ gì đâu. Phải chi những khi buồn có em bên cạnh để an ủi với nhau những chuyện buồn đau. Linh hồn ba má cũng vui khi thấy anh em mình bên nhau. Bộ anh làm việc rồi anh ở luôn ở đây phải không? Chà, văn phòng của anh sang trọng như là tư thất cá quan. Rồi anh ở luôn đây, vợ của anh không phiền dẫn à? Anh và cô ấy sau đám cưới cũng có chuyện rầy ra. Bây giờ em nhất định bán nhà phải không? Rồi em và vợ con em ở đâu khi bán nhà trả nợ? Em nói anh nghe được, anh sẽ ký cho em. Anh cũng không muốn khó dễ em làm gì. Tôi phải thanh toán nợ xong mới làm anh được chứ. Chứ nợ như vậy không lẽ cứ trốn tránh hoài à? Hễ bán nhà xong tôi về ở với anh nơi này. Nhưng sợ vợ anh quá gắt gỏng, không ở lâu ngày được đâu. Không sao, em cứ ở đây. Anh em mình ở chung nhau có gì đâu mà ngại. Tôi ở đây rồi ai lo cho vợ con tôi? Hiện giờ tôi có tới 2 nhân tình lần á. Ha? Hả? 2 nhân tình? Ừ. Vậy sao em nói là vợ em mà bây giờ lại nói là nhân tình? Vợ con gì đâu. Nhân tình thứ nhất á, tên là Thảo Trinh, một cô đờ hát không tên tuổi, chỉ được chút nhan sắc thôi. Cô ấy trước kia là vợ của ông giám đốc. Tôi lợi dụng lúc cô ta bị ông giám đốc lợt lạc, tôi mới phỏng tay trên để dụ dỗ đặng có tiền xài. Trời ơi nhưng xui á, cô ấy có thai với mình. Tôi không nỡ bỏ nên nuôi hoài thật quá kẹt. Hết tiền nuôi xin bán nhà anh không cho, nên tôi đi đàn đi hát để nuôi cô ta sống tạm. Rồi tình cờ tôi làm quen cô thư ký trẻ đẹp. Cô này rất ngây thơ nghe, làm cho hãng Hồng Tân. Xuất thân cô ta là ở cô nhi viện. Có bao nhiêu tiền cô ta cũng bị tôi móc sạch. Tôi nói giống cái gì thì cô ta cũng nghe hết. Vì lầm tôi là sinh viên trường luật mới ra. Với Thảo Trinh em đối xử như vậy cũng đành, nhưng đối với cô thư ký đó em thiệt là sợ khăn. Tại cô ta nuôi mộng luật sư bác sĩ làm gì, nhưng cô ấy thì chưa trao thân cho tôi. Cô ta rất là dè dặt chuyện này, nhất định chừng nào tôi làm lễ cưới mới hiến dâng cho tôi. Cưới hả? Đời nào? Trời đất ơi, cưới, cưới đi mang nợ à? Tôi xài hết tiền của Thùy Dung rồi, tiền bạc ở đâu mà cưới nữa. Vậy là em nhất định bỏ cô ta. Còn Thảo Trinh, ai em cũng bỏ hết trơn á. Tính xong nợ nần á, em về ở nhà với anh ha. Rồi anh coi cái chỗ nào giàu giàu á, anh đi hỏi cưới cho em. Em khoái nhỏ nào có tiền nhiều lắm, có tiền nhiều đi xài cho nó đã. Vì trong cảnh của em á, có vợ giàu á mới được yên thân. Chứ còn đeo mang Thảo Trinh, nó chỉ báo cô chứ không ít lợi gì. Còn lương Thùy Dung 300.000 sao đủ sống. Bây giờ anh bằng lòng ký giấy cho em đi. Được, sẵn lòng ký cho em. Nhưng trả nợ xong rồi em phải về ở với anh. Bỏ tánh côn đồ, bỏ tánh lưu manh. Bao giờ em dẫn người ta lại ký giấy bán nhà?
cha. Được, sáng mai đúng 10 giờ em dẫn tới đây anh. Anh đợi em nha. Em về nghe anh hai. Báo lại rằng ông Vũ bị giết lầm. Dạ, chào ông. À, ông muốn tìm ai? Dạ, tôi tìm cô Thùy Dung. Nghe nói cô bị mê sảng vì cái chết của em tôi. À, nói vậy ông là Phong, anh ruột của ông Vũ. Dạ. Mời ông ngồi. Đúng ra anh em trong hãng chúng tôi nghe vụ này đều giấu nệm với cô Dung. Nhưng mà vô tình có đọc báo xong cô là thất thanh rồi xỉu luôn. Và hiện giờ đang nằm điều trị tại bệnh viện. Tôi vừa khuyên nhủ vừa cảm hóa được em tôi. Nó vừa bước ra khỏi nhà thì nó bị giết. Lúc nhỏ anh em tôi ở bên nhau. Khi tôi ở nước ngoài về thì nó bỏ ra đi. Nên đời tư của nó tôi không hiểu điều chi. Và cũng ít khi vô tâm sự cùng tôi. Chuyện Vũ và cô Thùy Dung, tình cờ tôi đọc một bài tường thuật. Mối tình của em tôi với Thùy Dung thật rành. Xem qua tôi cảm động vô cùng. Muốn biết hư thực thế nào nên tôi mới đến đây. Nhờ ông cho biết về Thùy Dung. Các nhân viên ở đây quyên được 800 ngàn. Tôi tặng cổ thêm 800 ngàn. Tình tương thân giúp cô Dung nằm bình. Mỗi ngày cắt một nhân viên để chăm lo. Tôi xin cảm ơn tấm lòng tốt của ông giám đốc và các bạn ở đây. Nhưng ông giám đốc cho phép tôi giúp đỡ cô Thùy Dung. Vì nếu Vũ không chết thì Thùy Dung sẽ là em dâu của tôi. Sẵn đây tôi xin hoàn trả lại số tiền mà Thùy Dung đã mượn của ông cho em tôi. Và ông làm ơn đưa tôi đi thăm tất cả các anh em trong hãng để tôi cảm ơn các bạn ấy. Ông Phong mà, theo tôi nghĩ anh em trong hãng này mỗi người góp vài trăm để gọi là giúp đỡ một người mang gặp tai nạn. Số tiền ấy có đáng là bao? Nếu ông hoàn lại thì đâu còn là nghĩa tình. Nhờ ông nói giùm cho tôi làm bổn phận mình, tôi đủ điều kiện để giúp Thùy Dung. Nói như vậy không phải tôi khoe mình giàu, nhưng mà các bạn ở đây làm lụng vất vả. Đồng tiền không phải về kiếm ra. Với tâm tình nhân viên họ quá thiết tha. Ông làm như vậy họ biết quá họ mũi lòng. Và bây giờ ông có thể đến bệnh viện Chợ Quán để gặp cô Thùy Dung được rồi. Bệnh viện Chợ Quán à? Vâng, xin cảm ơn ông. Chào ông. Cô Thùy Dung, hôm nay cô có nghe đỡ hơn mọi ngày không? Anh Vũ ơi, anh đi đâu rồi? Sao anh không đến thăm em vậy anh Vũ? Cô, sao cô cứ khóc mãi vậy? Anh Vũ sẽ đến thăm cô một ngày gần đây mà.
cô. Cô nói thật chứ? Vũ, Vũ không bị người ta giết hại hả cô? Không, tôi không tin. Tôi không tin. Cô là ai? Cô là ai mà biết anh Vũ của tôi? Trời ơi, anh Vũ của tôi tốt lắm, anh Vũ rất yêu tôi. Người ta ghét, người ta nói xấu anh rất nhiều. Tại sao người ta độc ác với anh Vũ như vậy sao? Bác sĩ gần vào rồi, cô nằm yên cho khỏe. Làm sao tôi yên khi anh Vũ đã xa tôi? Có thù oán chi đâu mà người ta giết anh đoạn đành? Anh Vũ ơi, hình ảnh anh vẫn mãi trong tim em. Mà dù người ta ghét anh nhưng em vẫn mãi một lòng yêu anh suốt đời không bao giờ đổi thay. Cô, bác sĩ tới rồi, cô nằm yên một chút nha. Cô Hồng, bệnh nhân sao rồi? Dạ, bớt sốt, bớt nói nhảm và đêm qua cũng ngủ được. Cô nhớ chích thuốc cũ. À, quên nữa, nhớ cho uống thuốc an thần như mọi ngày nha. Vâng. Cô Dung, ăn được mấy chén cơm rồi? Nửa chén không hết nữa. Bác sĩ. Bác sĩ cho uống sữa nghe bác sĩ. Chứ ăn cơm ngán dữ lắm. Phải ăn cơm mới mau lành bệnh chứ. Phải ăn mỗi ngày 3 chén mới được. Trời ơi, thôi thôi, ngán lắm bác sĩ ơi. Giờ có anh Vũ thì em ăn 3 chén cũng được nữa. Sao Dung cứ nói đến anh Vũ hoài vậy? Bác sĩ, chừng nào tôi hết bệnh á, bác sĩ cho tôi được về thăm anh Vũ nghe bác sĩ. Tôi nhớ anh ấy lắm. Anh Vũ, anh yêu tôi lắm đó bác sĩ à. Được rồi, tôi sẽ gọi Vũ đến thăm cô. Nhưng mà cô phải uống thuốc cho đúng giờ giấc mới mau hết bệnh được. Bác sĩ, tôi có bệnh bao giờ mà bác sĩ cứ ép tôi? Ngày nào cũng bảo tôi uống thuốc. Cho đến cái cô Hồng này nữa nè. Uống thuốc gì mà đem thấy gớm mà. Cô không uống thuốc thì tôi không cho phép Vũ vào thăm cô đâu. Hồng ơi, lúc đầu đưa tôi uống đi. Để tôi được mau lành, Vũ vào thăm tôi, để tôi qua nhớ. Cô Hồng, lấy thuốc cho cô Dung uống đi. Hôm nay cô rất ngoan, cô nằm nghỉ đi, sẽ khỏe hơn là ngồi đó. Đúng rồi. Để cho cô Hồng sẽ chích thuốc cho cô. Thôi, chích đau lắm bác sĩ ơi. Cái cô Hồng này nè cũng ác quá trời. Anh Vũ tôi tới, tôi sẽ mét cho cô ơi. Cô Hồng. Dạ. Cô ở đây coi chừng bệnh nhân nhé. Vâng. Em uống thuốc rồi, sao không thấy anh Vũ vô thăm em? Chắc anh Vũ anh giận em rồi. Cô Thùy Dung, nếu cô khóc mãi tôi sẽ không ở đây đâu đó. Cô Thùy Dung nè, cô có nhớ trước đây đó cô đi làm cho hãng nào không? Tôi có làm gì đâu. Tôi và anh Vũ yêu nhau.
rồi người ta tìm cách hại anh vũ của tôi. Tôi nhớ rõ có thế thôi. Cô nhớ ông Tân, giám đốc hãng Hồng Tân ấy mà. Ông giám đốc? Tôi không quen ông giám đốc nào cả. Còn ông Vũ, cô có biết ông Vũ làm nghề gì không? Đó, cô nhớ được mới là hay đó. Nè, Vũ có xe hơi nhà lầu, Vũ sẽ đem hạnh phúc cho tôi. Nhưng Vũ làm nghề gì mà nhiều tiền vậy cô? Vũ làm luật sư, chứ Vũ làm nghề gì? Vũ khoác áo luật sư, đẹp lắm cô ơi. Luật sư? Ủa? Sao cô cười tôi? À, không đâu, tôi mừng cho cô đó. Thôi, cô nằm nghỉ một chút ha. Cho uống thuốc gì? Mà buồn ngủ thấy mồ luôn á. Cô Hồng à? Dạ. Đây là ông giám đốc Phong, anh ruột của Vũ, người đã bị ám sát đó. Ông giám đốc muốn vào thăm cô Thùy Dung. Ông giống ông Vũ trong tấm hình quá à. Cô Thùy Dung đã quên tất cả các bạn cùng làm ở hãng Hồng Tân với cô rồi. Chúng ta hãy đợi Thùy Dung tỉnh đã. À cô Hồng, cô nên lấy sẵn thuốc, đề phòng cô Thùy Dung có thể ngất đi vì cảm xúc mạnh nha. Vâng. Cô Thùy Dung đã tỉnh. Cô Thùy Dung à, có người đến thăm cô nè. Ai vậy? Có phải anh Vũ không? Không phải anh Vũ đâu. Vậy mà cũng nói không phải Vũ thì tôi không cần ai thăm tôi đâu. Đây, có ông này thăm cô nè. Thăm em, anh ở đây với em nghe. Anh đừng có bỏ em nữa nghe anh Vũ. Hả? Anh Vũ. À, mà anh Vũ, Anh không có bỏ em đâu, phải không? Hả? Anh Vũ, Anh đừng lừa gạt em nghe anh Vũ. Nha anh. Trời ơi, em tôi nó làm. Kìa anh khóc sao anh Vũ? Lần đầu tiên em thấy anh khóc. Anh Vũ, anh yêu em đến thế sao? Anh nay mới biết anh chân tình, khi trước khi em dèn dình sợ đời mình trót cao lắm. Nãy em thấy anh chân tình thì lòng mình thấy yêu nhiều hơn. Trời già sao mà nỡ đành gây gắt, khiến cho duyên tình người đau khổ kẻ dư duyên. Tôi đây cũng yêu chân tình mà đời mình vẫn không tròn duyên. Đẩy đưa kẻ không yêu mình mà thật tình mình cũng không yêu người ta. Kìa anh Vũ, trời ơi anh mãi nói chi, anh nói ai là người không yêu, hay là Dung ơi, anh nói là nói hoàn cảnh của người ta, chứ còn những ngày qua tình duyên đôi ta anh đã trao về cho em tất cả. Vậy em cũng nên vững tâm bền dạ, đừng nghĩ cho lòng anh lang chả chiếm được lòng em rồi như kẻ lá hoa.
thời gian sau em sẽ hiểu rõ tâm tường. Anh rất thương em không đo lường được tâm khảm, anh trải thảm lót đường để em được bước vào tiên. Có hạnh phúc nào bằng khi được yêu buổi đầu tiên, nhưng giờ đây sao lời nghẹn lời anh không nói được. Em thật đáng thương, nếu anh không vì hoàn cảnh thì anh đây không từ chối bao giờ. Sao độ dài trong anh sang trọng và hiền lành quá vậy anh Vũ? Giọng anh cũng êm dịu hơn trước, mà anh cũng ăn mặc đàng hoàng hơn nữa. Anh không muốn em buồn nên cố gắng bỏ hết tật xấu để em thấy anh đã thành thật nói từng lời. Không như xưa làm mưa làm gió, xóa bỏ cuộc đời ham trụy lạc ăn chơi, quay về với mối tình nghèo xây dựng lại cơ ngơi. Như vậy tình mới đẹp, mới nói được nên lời chung thủy. Anh và em từ đây sẽ chung dòng cảm nghĩ, và hai trái tim hồng cùng nhịp thở bên nhau. Em mau lành anh lo sẵn trầu cao, nhờ người đứng giữa kết giao duyên tình. Chừng đó người ta nhìn thấy đôi mình, người ta còn chúc tụng cho mối tình rất nên thơ. Anh Vũ, anh yêu em đến thế sao anh? Vậy mà người ta nói với em là anh bỏ em để đi cưới con gái ông hiệu trưởng. Mà cô ấy tên gì vậy anh? Ủa, thằng này nó còn quen con gái ông hiệu trưởng nào nữa trời. À, đố em biết cô ấy tên gì? À, em nhớ rồi, cô ta tên là Thảo Trinh, phải không anh? Trời, thằng này quá trời rồi. À, em hay quá ha, em nhớ cũng hay à. Mấy lúc sau này anh Vũ, anh có học hành gì không? Ủa, mà quên nữa, tiền đâu mà anh đóng tiền cơm tiền học? Lúc này anh tìm được chỗ dạy rồi em à, anh có tiền nhiều lắm. Sao lúc này anh nói câu nào nghe cũng chí tình chí nghĩa, và có đạo đức hơn lúc trước nhiều. Vậy trời không nỡ để cho em phải khổ bao nhiêu. Nay mai anh đậu luật sư, em có tất cả mọi điều. Tội nghiệp em đã đặt biết bao hy vọng, mong làm sao cho đỗ đạt thành tài. Lương tháng bao nhiêu cũng đưa hết cho xài, như vậy chắc em muốn làm bà luật sư lắm phải không? Anh hỏi vậy chắc anh thấy em ham có chồng chức phận. Không đâu anh, em còn mong có được một ông chồng hiểu được em và đừng đổi và thay lòng. Đó là điều mà em ao ước và hằng mong. Có tiền kể ra thì cũng được sung sướng, nhưng nhiều khi cũng có hại cho mình. Đúng, nhưng hôm nay chúng ta nói chuyện quá lâu, vì bác sĩ Quân không cho em nói chuyện nhiều. Vậy em ráng ngủ đi nghe, anh ngồi đây canh chừng cho em. Nè, anh định làm phận sự của cô Hồng hay sao? Ừ, em ngủ đi. Dạ, em ngủ ngay bây giờ mà. Ngủ nè. Bác sĩ ơi, tôi thấy không được đâu. Tôi khổ tâm lắm, tôi không thể đóng vai này được, vì tôi không thể nói dối được. Tôi thấy linh tâm tôi nó căng rứt quá, không làm được đâu, nhất là với đứa em giàu. Anh đừng nên tha
làm gì? Anh làm như vậy là anh đã cứu mạng. Nhưng tôi quá mũi lòng, không chịu nổi cảnh này. Ông nên nghĩ rằng ông cứu một cô gái đáng thương, đáng mến, đang lâm vào chứng bệnh ngặt nghèo khó trị. Khi lành bệnh thì cô ta có đủ đầy tâm trí, và ông cũng được xử lý vuông tròn. Lúc ấy tình cảm cổ cũng vơi đi, dù sức khỏe có hao mòn, nhưng đỡ là cổ không còn quẫn trí. Lúc ấy chúng ta phân giải dần dần, tâm lý cũng được phai đi. Con người nếu mà bị dồn dập điều chi, nỗi thất vọng đó sẽ phân ly cuộc sống. Trên đời này có ai mà muốn chết, vậy anh hãy thương mà cứu sống một mạng người. Tôi thật tình thấy lòng mình xót xa, mới vừa qua mất đứa em thân tình, giờ đã xảy ra đứa em giàu mất đi. Người đây khổ đau cho người ta lắm bệnh, là em mình gây ra hậu quả này rất đáng thương. Cứu sống một mạng người là anh vô cùng có phước, mà người đó là em dâu anh sẽ được ca tụng muôn đời. Mỗi ngày anh nên vào thăm cô Dung một chút, gửi cho cổ nhớ những gì về những câu chuyện đã qua. Anh dám bỏ tiền để lo cho cô ta tất cả, thì lỡ có đóng vai người chồng anh cũng đừng làm ngơ. Khổ quá, đến khi cô ấy hết bệnh rồi á, tôi không biết xử trí ra sao nữa. Cô cứ tưởng tôi làm vũ, cô theo tôi hoài là chết tôi. Thì tôi có nói đó, chúng ta có bổn phận phân giải mà, phải không? Thôi, chào anh. Tới giờ ăn rồi, cô Thì Dung dậy đi ha. Anh Vũ về rồi hả cô? Ủa, anh chưa có về sao? Em không muốn anh ở lại đây với em sao? Vậy anh về nghe. Em sợ anh đói bụng chứ bộ. Anh về dùng cơm rồi anh vô với em nghe. Em của anh đáng quý quá. Thôi, anh về rồi chiều anh sẽ vô. Dạ. Lạ quá cô Hồng à. Gì đó cô? Tôi nghe trong người tôi khỏe quá. Cô có thể xin bác sĩ cho tôi xuất viện được không? Để tôi đi làm lấy tiền giúp anh Vũ học nghe cô. Dần, tôi sẽ thưa lại cho bác sĩ biết. Giờ thì cô nằm ngủ đi ha. Bác sĩ à, bác sĩ giao cho tôi đóng vai này, tôi thấy tưởng đến hôm nay mình cần chấm dứt được rồi. Thùy Dung chưa nhớ tất cả những việc đã qua, chứng tỏ bệnh chưa dứt hẳn. À, mấy hôm nay anh có đưa Thùy Dung dạo xem phong cảnh chưa? Tôi có đưa gần đây thôi, nhưng tôi rất sợ Thùy Dung sẽ nhận diện kỹ. Lúc đó tôi tội nghiệp cho Thùy Dung khi biết tôi không phải là Vũ.
Có lẽ anh cũng ngại và muốn tránh tiếng. Kể ra không có gì đáng ngại, nhưng ông nên hiểu cho tôi là tôi đã có gia đình. Nếu anh Vũ còn sống á, Thùy Dung đã làm em dâu của anh, cũng là chỗ bà con thân thích. Tôi thấy anh cũng không nên ngại như thế. Chiều nay anh nên đưa Thùy Dung đi chơi, anh liệu cách nói Thùy Dung hiểu lần lần. Dù anh nói thật mà cô trở bệnh nặng hơn, anh cũng phải nói cho cô nghe, chớ không lẽ cứ để cho Thùy Dung sống trong mộng. Càng lâu ngày anh thiếu âu yếm, tình yêu bệnh đang giảm mà trở nặng thêm nhiều. Tôi rất khó trị, cô càng khổ thêm. Trời ơi, nếu Thùy Dung biết tôi lừa dối nàng, nàng càng quán ghét khinh khi. Nếu Thùy Dung dần còn lý trí và bình tĩnh để mà quán ghét, thì mình đáng mừng chớ có sao đâu. Cớ sao anh phải nặng đầu? Lúc ấy tôi sẽ phân giải cho Thùy Dung nghe tại sao anh phải tạm thế dài. Tôi rất khổ tâm, nếu Thùy Dung mất trí trở lại thì công của tôi còn gì nữa đâu. Trả lại cho tôi bằng sự khinh ghét phũ phàng, cái ngày ấy tôi sẽ đau khổ xốn xang. Ủa, có gì đâu. À, hay là anh đã yêu nàng? Ê, ông đừng có nói như vậy, không có nên. Nhưng mà nói thật nghe bác sĩ, trong những ngày nuôi bệnh Thùy Dung á, gần nàng, nét ngây thơ của nàng, lòng tôi cũng hơi kỳ kỳ nữa. Thì tôi đã nói mà. Chiều nay anh tính sao đây? Chiều nay à? Ừ. Được. Chiều nay tôi sẽ chở Thùy Dung ra ngoại ô để đón gió. Hôm nay cô đẹp quá, màu áo của cô
càng làm tăng thêm vẻ trong trắng của làn da. Cô mà đeo thêm sợi dây chuyền nữa hả, là cô càng đẹp hơn nữa đó. Dạ, anh Vũ mới mua tặng cho tôi sợi dây chuyền rất là đẹp, nhưng mà tôi không có dám đeo, sợ người ta nói tôi chân diện đó. Đâu, cô đeo thử cho tôi ngắm một chút coi. Dạ. Nè, đẹp lắm. Ông Vũ mà đến đây hả, là sẽ mừng, sẽ khen cô đó. Tặng em nè. Tặng em. Cảm ơn anh. Hôm nay em đẹp quá. Chúng ta đi nghe em. Dạ. Xin phép cô Hồng. Lên xe đi em. Anh, sao chúng ta không đi bộ nữa hả anh? Em thích đi bộ lắm, nhất là em được đi bên anh đó. Em còn yếu, đi bộ sao được. Anh đã mượn chiếc xe hơi để chở em đi chơi. Anh sẽ đưa em đi Thủ Đức, Biên Hòa. Chà, anh mượn chiếc xe này đẹp quá. Anh sẽ mua một chiếc xe giống như vậy cho em. Anh làm gì có tiền mà mua cho em. Nè, không phải em muốn có xe hơi nhà lầu đâu. Cũng không phải yêu anh vì anh sắp làm luật sư. Em chỉ yêu anh với tất cả chân tình. Bè bạn nói em yêu anh không suy nghĩ trước sau. Họ nói Vũ là kẻ lừa gạt, gạt tiền. Hết gạt tiền thì gạt tình. Nhưng còn em, khi tình yêu em mãi luôn mong chờ, không bao giờ ngại lại chuyện lòng em, dù áp lực đến đâu. Còn gì đau hơn khi người yêu chia cách duyên tình. Giờ đây đôi khác có em, tình anh khăng khít. Em chớ buồn lo gì thêm, xin em đừng vì chút xíu lòng. Không lẽ em sẽ vì anh, sao anh đành ơi. Người ta dễ chết vì những lời nói êm tai du dương tha thiết, mà nhất là em. Em quá thành thật ngây thơ nên bị kẻ giả tâm rót lời đường mật lợi dụng tình yêu và giấc chất kim tiền. Không lẽ anh lợi dụng em sao? Em thì thật tốt, thật là hiền. Một người đẹp như em đáng được hưởng hạnh phúc, hưởng tình yêu đầu đời cho người trần tục biết yêu đương. Một người tuyệt sắc không thể thiếu tình thương, không thể vất vả nhọc nhằn vì cuộc sống. Anh mà cưới được em, anh sẽ đưa em vào lối mộng mộng yêu đương, mộng tươi thắm cuộc đời. Anh Vũ, anh nói gì lạ vậy? Không lẽ anh đùa giỡn với tình yêu? Những lời trao chuốt yêu đương kia chỉ là đầu môi chót lưỡi sao anh? Còn anh nói, anh nói chừng nào cưới được em là sao? Em không hiểu gì hết, em không hiểu gì hết. Em ơi, lời băng qua của anh em, đừng nghĩ đến anh sẽ đưa em đến bến tương phùng. Tánh anh hay cảm xúc, khi nhìn thấy ai gặp cơn sóng gió bão bùng. Mới vào đời thì thương hại, nhưng biết được cảnh tình, anh không ngại tỏ thật lòng anh.
tin rằng anh có đủ điều kiện lo cho em, đem lại sự ấm no, đem lại tất cả cho em đủ đầy vật chất. Lần đầu tiên anh nói với em bằng sự thật, nếu không trở ngại gì anh sẽ cưới được em. Sao anh nói nếu anh cưới được em? Tại sao anh lại không cưới được em? Anh Vũ, bộ có điều gì trở ngại hay sao anh? Hôm nay anh như người mất trí, nói câu gì cũng bị em bắt bẻ. Chắc có lẽ tại anh mừng, anh sung sướng quá em à. Có lẽ là như vậy. Anh à, anh quên hết những chuyện đã qua đi. Anh Vũ của em ngày nay khác xa với Vũ ngày trước mà. Như vậy em bằng lòng hay em không thích? Em thích chứ. Em thích sự thay đổi này. Anh Vũ của em bây giờ trông đứng đắn, lúc nào cũng lo nghĩ cho em, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tạo hạnh phúc cho em mà. Chúng ta ghé Thủ Đức anh em nha em. Dạ. Anh Vũ, anh muốn đưa em đi đâu á thì em cũng vui lòng. Tùy nơi ý của anh, ngồi trên xe này anh đưa đi khắp vòng quanh cả thế giới, em cũng vui lòng. Như vậy là thích lắm. Em đã nói thật, em tin vào anh đến như vậy. Anh Vũ, trên đời này nếu em không tin vào anh thì em biết tin cậy ai bây giờ? Em à, ở đời đâu phải ai muốn gì mà họ được cái. Có xe hơi nhà lầu chuối, ngày trôi qua trong những gấm. Anh muốn như vậy đó. Nhưng biết trời có chiều lòng cho có. Thôi, anh đừng nói chuyện tương lai, chuyện đó mình hứa hẹn ngày mai. Anh, bây giờ anh hãy cùng em hưởng những hạnh phúc hiện tại êm đềm này nghe anh. Mày tưởng mày trốn được tao hả? Tao đã tìm mày mấy tháng nay, mày có biết gì con mày bị bệnh? Còn tao đau yếu liên miên, mày không thèm tới lui. Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Mày đã đi theo con nào có tiền có bạc, tại nó khờ nó điên nên mới tin mày đó thôi. Trời ơi, nói ra thì rất kẹt cho tôi. Tôi biết cô hiểu lầm một kẻ nào đó thôi. Khi không tôi bị quan mà tôi không nói được. Thằng đó nó bạc như dối mà cô lại đòi nợ tôi. Tao không đi xin tình yêu để chắc chiêu lượm mốt. Tao có chồng tử tế mà. Chứ phải đâu bị ế mà
phải sách ghi theo mày. Mày dụ tao bỏ chồng con, mày sẽ cho tao được vui vậy. Vui con mẹ gì, khi hết tiền mày đá đít. Mày khinh khi hất hủi đủ điều rồi đi dụ thiếu nữ ngây thơ. Tại sao mày gặp tao mày đứng trơ trơ? Người ta đồn mày chết, nhưng giờ mày tỉnh mơ như khúc gỗ. Mày có nhớ không? Nhớ lúc nào mày trốn chui trốn nhủi, tao phải tan hết nữ trang rồi phải lủi thủi nuôi mày. Cho mày biết, ông thần chí hòa linh lắm nghe mày. Tao mà dái dài ngày, mày sẽ vô đó thấy với người ta. Mày vô đó gặp đại vàng nó mất mắt mày xa. Cho mày đuôi tôi để không còn lường gạt ai. Thùy Dung, em sao vậy nè? Cô lầm rồi. Tôi đâu biết cô là ai. Cái gì? Ê, mày có thể là mặt lạ với tao. Mày không biết con đào hát Thảo Trinh này hả? Mày hãy theo tao về xem con bé quanh, con của mày nó giống ai. Cô đừng hỏi với tôi nghe chưa. Tôi không phải là Vũ đâu. Mày không phải là Vũ. Vậy chứ không lẽ mày là con quỷ sống ở Chí Hòa mới ra hả mày? Trời ơi. Hay mày là con quỷ dâm dục chuyên đi lừa dối con gái người ta? Nè cô đi với nó mà cô không biết xấu hổ hay sao? Nó gạt biết bao nhiêu người rồi, nhiều cô gái biết nó quá tồi. Cô đừng tưởng đi với nó là vinh hạnh, nó chỉ nhắm vào sắc đẹp và đồng tiền thôi. Chừng nào cô hết tiền, nó dứt cô cái cục. Đừng nói vài người mà hồi đó giờ tính đến cả chục. Nó sẽ bỏ rơi cô với bỏ rơi cả chục người kia. Vậy bà là ai? Bà nói cho tôi biết được. Đây, tôi là vợ thằng này, là thằng lương gạt. Trời ơi, nó đang ở với tôi mà nó dám tuyên bố. Nó gạt hết tiền, nó gạt tình để vui chơi. Tôi không phải là Vũ, Vũ em tôi đã chết rồi. Nó bị ám sát, cô không hay biết vì sao. Trời ơi, anh Vũ của em đã bị ám sát chết rồi. Anh là anh ruột của Vũ. Trời ơi. Thùy Dung. Trời ơi, để em đưa em đi cấp cứu. Trời, chết tôi rồi, tôi nhìn lầm rồi. Trời, hố nặng rồi. Làm gì mà bây giờ mới vác xác qua đây vậy? Bộ mê thằng giám đốc đó rồi phải không? Ăn rồi ngồi không. Có tiền dân đến tay xài sướng quá mà. Còn bày đặt nó gây nó gắt nữa. Độ rài thằng Phong á, nó đề phòng kỹ lưỡng lắm. Bao nhiêu người giúp việc trong nhà Phong cho nghỉ hết. Đưa người nhà vào thế rồi nên tính nó khó lắm. Vậy thì mình để nó sống làm gì? Để làm gì à? Để nó dò xét và cho người theo dõi hành động của em, để tìm manh mối cho ra. Trời tìm không ra chứ đừng nói nó. Trời tìm không ra chứ người sẽ tìm ra. Báo đã đăng tin Vũ bị ám sát. Anh vẫn làm ngơ đóng kịch tài ghê. Anh bình tĩnh hết chỗ chê. Cả tuần nay em không dám cung kịch. Còn Văn Phong thì vẫn đi luôn. À, nhắc đến Vũ Phong anh đây mới nhớ lại. Cơ bộ lúc này Phong quấn quýt bên Thùy Dung dữ lắm. Không biết tại sao Phong nói Thùy Dung mới lạ kỳ. Thùy Dung đọc báo thấy Vũ chết, Dung ngã xỉu tức thì bài báo nói Vũ chết thế giùm. Vì vậy Phong mới hết sức lo cho Thùy Dung. Nhưng còn một chuyện anh đây thấy tức cười.
em cũng nên nghe chuyện này. Chuyện gì? Anh nói gấp cho em nghe. Phong và Vũ giống như hai giọt nước, cho nên khi Phong vào thăm Thùy Dung, cô ta lầm tưởng là Vũ, liền ôm lấy Phong và la khóc sùm. Do đó bác sĩ nhờ Phong đóng vai Vũ để nhờ tình cảm mà chữa bệnh cho Thùy Dung. Còn Thùy Dung cứ tưởng Phong là nhân tình của mình. Mới thật là buồn cười chứ. Nhưng biết đâu Giang Phong lại thương thiệt thì sao? Vì hai người sống gần nhau, lửa gần cơm, chắc cũng phải cháy bừng bừng. Tiên Phật gì đó mà tỏ thị điềm nhiên, con người chứ đâu phải thần tiên. Mấy lúc sau này Phong hay chứng diện, mỗi ngày thay hai bộ đồ, xịt nước qua thơm phức, chải đầu láng ho, con người có vẻ tự do. Thì Phong nó làm gì thay kệ, em ghen tức làm chi, không yêu mà lại ghen. Nếu em ghen có nghĩa là em đã yêu Phong, như thế em còn xem anh ra chi. Nếu để Phong như vậy có ngày mất quyền lợi, gia tài chỉ sớt cho Dung. Em đâu có ngu dại, để lâu sẽ có hại. Vậy là em tiếc của à? Hay là em đã thương nó rồi phải không? Anh ghen phải không? Đúng, anh ghen đó. Vì trước kia em nói em không yêu nó, em ưng thuận đám cưới với nó là để em gạt lấy hết tài sản của nó. Rồi em sẽ cùng anh sống một cuộc đời sung sướng an nhàn. Nhưng giờ đây sao anh thấy quá phù vàng. Nguyệt ơi, đối với anh em chính là bảo vật, nên em bảo gì anh cũng nghe theo. Và anh đã lạnh lùng giết chết chồng em. Vợ chồng gì mà ăn ở có một đêm, em hận nó, em về bảo anh thanh toán. Em nói cuộc sống của em đã quen rồi lãng mạn, ai khinh khi em hạ thủ không chừa. Đã giết lầm thì thôi hãy lặng tiếng im hơi, em tiếc của làm gì, rồi sẽ bể chuyện cho em xem. Hãy sống âm thầm cho mọi chuyện qua em, nếu em quay tiếp thì chỉ quà sẽ yêu anh. Tôi không có quậy nữa đâu cha. Cha nói hai chữ chí quà tôi nghe ghê quá à. Bộ chí quà nó yêu anh rồi nó không khoái tôi sao? Em nói có lý lắm. Bây giờ ta phải làm sao? Làm sao à? Phải thanh toán nó giống như thằng em của nó. Hả? Giết Phong à? Nguyệt, không lẽ em muốn anh suốt đời cứ làm chồng của vợ người khác hoài sao? Nhưng lúc này hắn ít có về nhà, làm việc gì ở luôn ở trong văn phòng, nên em không nắm được giờ giấc của hắn. Em yên tâm, anh sẽ cho đàn em theo dõi hắn. Thế nào anh cũng thanh toán nó để chúng mình. Bác sĩ Quân đâu cô? Trời ơi, sao vậy nè? À, có bác sĩ Quân tới. Để tôi xem. Chuyện gì đã xảy ra làm cho Thùy Dung ngất đi vậy? Lúc nãy cô có chích thuốc khỏe chưa? Dạ rồi. Mạch ổn định. Cô ở đây theo dõi bệnh nhân. Anh Phong, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Anh Phong, có lẽ anh đã nói sự thật này cho Thùy Dung nghe rồi phải không? Tôi có nói gì đâu.
tôi đưa cô ấy đi dạo, dọc đường gặp chuyện rủi ro. Anh nói tiếp đi. Tôi không ngờ thằng Vũ em tôi có thêm một nhân tình và đã có con. Cái chết của Vũ đâu có âm thầm, các báo làm rùm beng, vậy mà cô ấy không hay. Cô ấy là ai ở đâu mà không biết được, tôi cũng chưa quen biết bao giờ, đây có thể nói là dịp tình cờ. Cô chẳng đầu xe rồi mắng chửi lung tung, cô xài xế luôn cả Thùy Dung nữa. Do đó Thùy Dung bị tác động nặng nề và ngất xỉu tức thì. Vậy là bệnh tim cổ đã trở lại, như vậy cũng đáng ngại cho cô ta. Xin bác sĩ tận tâm lo cho Thùy Dung, tôi sẽ đền ơn xứng đáng mà. Anh yên tâm đi, đó là bổn phận của tôi. Đêm nay ông cho phép tôi ở lại đây, nhưng tôi ở phòng bên cạnh thôi. Được. Tôi có chút việc phải đi. Mọi chuyện ở đây tôi đã dặn cô Hồng rồi. Ông cứ vào phòng bên nghỉ đi ha. Chào anh. Chào. Bác sĩ đâu cô Hồng? Cô tỉnh rồi hả? Cô uống miếng nước cho khỏe nha. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Cô nằm yên tĩnh dưỡng đi, bệnh của cô trở lại và hơi nặng hơn rồi đó. Tôi bệnh như vậy mà anh Vũ không túc trực ở đây. Anh Vũ tệ quá, anh ấy đã lừa dối tôi. Ý, cô đừng khóc nữa. Cô khóc là không có nên đâu đó. Tôi còn nhớ lúc anh Vũ mới quen tôi. Anh nói cô Thảo Trinh là con ông hiệu trưởng, yêu anh thật tình và đặt nhiều tin tưởng. Nhưng anh không cưới nàng vì lòng anh không bao giờ yêu. Vì thế cho nên anh mất chỗ dài kề, như mất luôn chỗ làm. Anh nói với tôi như vậy nhưng sự thật là khác. Anh cưới Thảo Trinh và anh năn ở có con. Cô hiểu người ta tệ bạc như vậy, cô cũng nên quên đi cô Dung à. Vậy mà còn mặt mũi nào tới đây thăm viếng, gây cho tôi nhiều điều tai tiếng. Là có một người thương chăm sóc đêm. Tôi quá tin cứ làm lúng miệt mài, lương tháng không xài để dành nuôi anh. Nhưng tôi thật không ngờ người ta dàn cảnh để gạt tôi. Cô ơi,
ấy tôi là người trước ở trong viện mồ côi, nên bên ngoài tôi chưa bao giờ từng trải. Bởi vậy tôi dễ lạc lòng khi nghe lời êm mai. Nếu không kịp nghĩ suy thì đời con gái cũng không còn. Cô Dung à, bác sĩ có dặn đừng nên để cô buồn. Nếu cô buồn dễ bị cảm xúc rồi động não, bệnh sẽ nặng nhiều hơn đó cô. Cô ơi, từ nay tôi không muốn dù vào đây nữa, vì tôi già ta chưa có hương lửa bao giờ. Ngoài đầu môi nói tiếng yêu tôi, giờ bỏ tôi lại đây tôi thật không ngờ. Nếu thật tình với tôi thì đừng để tôi đợi tôi chờ. Tôi nhớ lại khi đưa tôi lên Thủ Đức, bỗng có vợ nhà làm phiền phức cho đời tôi. Bỏ vào đây rồi lặng lẽ rút lui, sợ vợ ghét nên anh ta trốn mất. Buổi đầu tiên tôi quá tính lời đường mật, nên bây giờ tôi phải chút khổ đau. Vậy nhờ, nhờ cô nói giùm với bác sĩ cấm Vũ vô đây giùm tôi. Vâng, tôi sẽ nói lại với bác sĩ. Thôi cô nằm nghỉ đi, tôi đi báo đây. À khoan, cô Hồng, sẵn dịp cô hỏi bác sĩ giùm, chừng nào tôi được về với cô? Chừng nào có người đến đây lãnh thì cô về được. Tôi có ai là người thân thích đâu mà lãnh hả cô? Vậy chứ ông Vũ. Tôi đã nói là tôi, tôi đã chấm dứt rồi mà. Vậy thì việc ấy tùy bác sĩ. Không lẽ bác sĩ bắt tôi ở đây mãi để làm vật bảo đảm cho số tiền viện phí thì sao? Có được một vật bảo đảm quý giá như cô thì ai mà không chịu. Cô Dung, cô thấy trong người cô khỏe hẳn chưa mà cô xin về vậy? Bác sĩ, bác sĩ khám bệnh cho tôi, chắc bác sĩ rõ điều đó hơn tôi mà. Hôm nay tôi định xin bác sĩ cho phép tôi đến ngày muốn được về. Cô đã cho ông giám đốc Hồng Tân hay chưa? Ủa, tại sao phải cho ông biết? Ông bảo ở đây cứ tính tiền. Tôi nằm ở đây lâu quá, tôi thấy ông tốn tiền nhiều cũng ngại. Tôi phải trở về làm việc để trả nợ dần. Nếu tôi không có lấy tiền, cô có chịu nằm lại vài tuần không? Nằm cho thật khỏe rồi về có sao đâu. Cảm ơn bác sĩ, nhưng sức khỏe tôi đã bình phục, bác sĩ có thể cho tôi đọc báo được rồi. Cô có thể đọc tuần báo chứ đừng có đọc tờ báo hàng ngày. Nhiều tin chém giết rùng rợn không hợp với cô đâu, vì cô hơi yếu tim và tâm hồn cũng hơi yếu đuối. Ông cho tôi yếu đuối mà yếu đuối chỗ nào? Sức khỏe yếu, tâm hồn cũng yếu, có mạnh với ai đâu. Cảm xúc gì một chút là cô ngã xỉu liền. Tôi nói có đúng không? Cô hãy nên nhớ lại. Tâm hồn con người như một sợi dây đàn, nếu chạm quá mạnh thì nó có thể đứt liền. Nhưng không vì thế mà nói rằng sợi dây đứt đâu nghe. Nếu biết giữ, có thể dùng thật lâu thật chặt. Cũng như trước kia tôi bị xúc cảm vì bị người ta lợi dụng, nhưng bây giờ thì tôi đã quá bình tĩnh. Sắt đã bao nhiêu lần nung nấu, bây giờ rắn chắc dẻo dai. Cô ăn nói rất là tỉnh táo. Vâng, tôi sẽ để cô về. Một khi cô đã khỏe hẳn thì phận sự của tôi, phận sự của một bác sĩ coi như chấm dứt. À, tuy vậy cô cũng cho phép tôi thỉnh thoảng được đến thăm cô chứ? Dạ, nếu tôi không nhận lời thì kể cũng vong ân. Nhưng
Nếu tôi nhận lời thì sợ làm mất thì giờ của bác sĩ không? Cô Hằng nói khéo léo lắm. Thưa bác sĩ, hồi lúc tôi ngã bệnh, có thật là ông giám đốc Hồng Tân chở tôi vô đây không bác sĩ? Thì ổng chứ ai. Nhưng mà cô còn ai là bà con không? Dạ không. Tôi mồ côi từ tấm bé. Bấy lâu nay ai trả tiền cho tôi vậy bác sĩ? Thì ông giám đốc Hồng Tân đó, ổng trả tiền cho cô chứ còn ai nữa. Vậy mà tôi có cảm giác như có một người nào khác chứ. Thật ra thì ai đóng tiền cũng được, có sao đâu mà cô ngại. Danh dự của một thiếu nữ đâu cho phép tôi nhận ơn của bất cứ người nào. Vì thời gian đã làm nát tan tim lòng, đời tôi con gái lớn lên khổ đau ê về. Trời ơi, giờ tôi đau xót lòng càng thấy nương, thương xót cho ai ngày đêm cứ lo làm mặn. Đến nay như vậy cô nên bình tâm an dưỡng, đắn đo chi nhiều sắc đẹp cô càng tàn phai. Dẫu ai lo tiền cô không cần nên lo lắng, miếng sao mặn lành đó là nỗi niềm mừng vui. Nãy giờ bác sĩ ở đây lâu rồi, các bệnh nhân khác đang chờ bác sĩ mỏi mòn đó. Vậy hả? Thôi tôi chào cô nha. 2 tháng, 2 tháng trường nằm đây, tốn kém của ông giám đốc và các bạn không phải là ít. Cũng chỉ vì tôi đeo đuổi theo một giấc mộng tình. Bác sĩ Quân sai tôi đem tờ báo này vào cho cô. Cô cứ đọc. Đây cũng là một cách thử thách xem cô đã khỏi hẳn chưa. Hả? Kẻ giết Vũ là Văn Tống mà. Và người chủ mưu là Thu Nguyệt. Sau khi đem vô chiếc quà, cô này đã cắn lưỡi chết. Tự đền tội thôi. Cũng có ngày người ta vén được tấm màn bí mật của vụ án ấy chứ. Bây giờ thì mình lại biết thêm nhiều nhân vật nữa. Nào Tống, nào Nguyệt, nào Phong. Ủa, Mà Phong nào cả. Vậy là cô đã khỏi hẳn. Để tôi báo lại với bác sĩ. Và có thể sáng mai ông giám đốc Hồng Tân đến đây rước cô về được rồi đó. Chúc cô khỏe nhé. Khỏe và rất tỉnh táo hơn trước nữa. Cho buông vào tóc em.
bàn tay xanh xao đương ưu phiền. Ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em, và nắng bác sĩ. Dạ mời bác sĩ vào nhà. Cô Dung nè, sau khi xuất viện tôi xin phép thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho cô nha. Dạ, ông giám đốc cho tôi được nghỉ thêm 2 tuần để dưỡng sức. Rỗi rảnh bác sĩ cứ đến. Rỗi rảnh thì không rỗi rảnh, nhưng đây là nhiệm vụ. Dạ thưa bác sĩ, xin cho tôi được hỏi bác sĩ một điều. Cô cứ nói. Dạ, trong thời gian tôi bị bệnh, có phải chính ông Phong, anh của Vũ đến thăm nom chăm sóc cho tôi không? Vâng, đúng. Vậy thì tại sao khi tôi đã cần, bác sĩ không cho tôi biết việc đó? Thật sự lúc ấy tôi không biết cô tình hằng chưa, cô cũng muốn giấu chuyện riêng của cô mà. Sợ cô chưa tỉnh mà nói tất cả với cô thì bệnh tình cô trở lại nặng hơn. Còn điều này nữa, tôi muốn hỏi cho biết sự thật, tại sao từ ngày tôi tỉnh lại không thấy ông Phong? Chính cô yêu cầu tôi cấm không cho ông Phong vào, cô nhờ tôi giúp mà cô quên sao? Ông đóng thế vai người em, ông đã làm tròn thì ông còn vô nữa làm chi? Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi xin bác sĩ tha lỗi cho tôi. Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ đã săn sóc chạy chữa cho tôi. Cô Dung, có một điều nữa cô chưa hiểu được. Hả? Điều gì vậy bác sĩ? Khó nói quá. Nếu bác sĩ thấy cái gì mà nó khó nói á, thôi bác sĩ cũng đừng nói. Nhưng nếu cô cho phép, cô cho phép thì tôi nói. Chuyện của ông Phong hay là chuyện của tôi? Chuyện của tôi, chính chuyện của tôi mới khó nói đó chứ. Vậy sao? Cô Dung à, tôi biết là khó nói lắm. Chưa chi mà cô đã thở dài không muốn nghe rồi. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải nói. Nói để cho dứt khoát một lần. Tôi đã yêu cô. Không biết cô có bằng lòng duyên sanh duyên vợ chồng, xin hỏi lòng cô có vui không? Tôi chưa kết duyên nơi nào và chưa một lần biết yêu cùng ai. Bác sĩ, dù rằng yêu người tôi đầy hạnh phúc, nhưng trái tim tôi thì có lạnh. Muốn yêu trái tim vẫn trao, lòng dạt dào lưới yêu càng cao. Nhưng tôi thấy tôi vô phận, xin một lần chớ yêu làm chi. Dung ơi, đời tôi vô phương thế sao, biết bao nhiêu người yêu lòng tôi chỉ có Dung, chớ chưa buông lời yêu ai.
chuyện tôi nghe. Dù cố giấu che, tôi vẫn biết bác sĩ muốn tỏ tình yêu tôi tha thiết. Sự chăm sóc nhiệt tâm tôi cũng đã biết là bác sĩ đã yêu tôi rồi. Tôi đã hiểu tình yêu đâu cần phải bắt bóng răng môi. Tuy chưa một lần áp mặt người tình trong tay khôi, nhưng bị vỡ tim lòng như đã lỡ môi tư duyên. Người tái di đầu chính nữ là phận gái thuyền quyến, còn tôi thấy 12 bên nước bên nào cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa một lần hạnh phúc, toàn là chuyện đau đau cứ mãi đưa tôi vào bên đau sầu. Mà lần đầu tim tôi bị đau nhói, nên tôi rất sợ cho ai sau này thốt tiếng nói yêu tôi. Huống chi lòng tôi bây giờ đã nguôi lạnh rồi, xin bác sĩ đừng đeo đuổi nữa, mà xin yêu giùm cho thân tôi. Cô không cần suy nghĩ gì hết sao cô Thùy Dung? Không, tôi đã suy nghĩ kỹ lắm chứ. Bất cứ ai ngỏ ý với tôi cũng đều trả lời như thế. Rủi cho bác sĩ là người đầu tiên ngỏ ý với tôi. Cảm ơn cô đã thành thật bày tỏ lòng mình qua tâm tình hiểu cô quý mến. Thay cô không lung lay tim mình, từ trước đến nay khi có ai ngỏ ý lòng thấy bâng khuâng cứ lâng lâng trong dạ. Biết lòng mình không yêu nên trả lời dứt khoát ngay. Dung ơi, tôi vẫn biết hạnh phúc tình yêu đâu phải dựng xây trên địa vị cao sang hay bạc tiền danh vọng. Đồng tiền có thể mua được chức trọng quyền cao, nhưng không mua được giọt nước mắt thương đau thầm rơi giữa cánh dài. Chữa bệnh cho cô nhờ được gần cô không có bao nhiêu ngày. Những lúc cô khóc âm thanh vọng ra từ trái tim tan nát, và nếu lúc ấy nụ cười chỉ là tiếng khóc khô khan. Cười làm sao được khi lòng cô nát tan, hoa làm sao nở được khi cây cô nhựa sông. Tôi vẫn biết tình yêu của cô bị xóa tan, niềm hy vọng bao nhiêu ước mơ đều tan biến vì lỗi mộng không thành. Ngoài chuyện chữa bệnh tâm thần, bác sĩ còn kiêm thêm chữa bệnh tâm lý nữa sao? Nhưng tôi không bao giờ quên ơn ông là một bác sĩ ân nhân. Cảm ơn cô nhiều lắm. Thú thật với cô, tôi là một bác sĩ thật giàu tình cảm. Nên được biết qua cuộc sống của cô thật buồn thảm vô cùng. Là bác sĩ tâm lý học, tôi tìm hiểu đời tư để chữa trị mau mạnh lành. Đó là nhựa sống của cây xanh, nuôi
lớn những đài hoa để mùa xuân dương dài đứng dậy. Người mà không có tình yêu sẽ chết trong lòng mãi mãi, thì sẽ như hạt sỏi lạnh lùng nằm dưới đáy ao sâu. Trước khi ra về tôi xin được nói vài câu, tình yêu không được sẽ là tình bạn, cô có vui lòng hay không? Đã nói là ân nhân thì Dung này quá vinh hạnh. Chúc Dung nhiều sức khỏe. Như thế là dứt khoát, khỏi phiền lụy về sau. Dạ xin chào ông giám đốc, tôi định ngày mai đến xin ông cho tôi đi làm được rồi. Cô đó khỏe hẳn chưa? Dạ, tôi đã hoàn toàn khỏe rồi, thưa ông. Tôi đợi cô đi làm để có thể tôi đi nước ngoài. Ông đi nước ngoài à, nhưng mà đi chừng bao lâu? Đi độ một tháng, hay là như vậy, cô cùng đi với tôi thì hay quá. Có cô thì 20 ngày thôi. Dạ tôi thích lắm, nếu mà tôi được đi. Trước cô đi nổi gió sau công việc sẽ được xuôi chèo. Có cô đi kỳ này tôi sẽ mở thêm một đại lý nữa. Không hiểu ông giám đốc Phong giống vụ đến thế nào mà tên Tống có thể làm được để đến nỗi giết Quan Vũ. Ủa, đang nói chuyện cho tôi đi nước ngoài ký hợp đồng làm ăn mà cô nhớ cái chuyện ấy vậy? Cô có nhớ ở trển không? Dạ, dạ trên nào? Trên... Dạ... Dạ... À không, ông Phân thì tôi có gặp nhiều lần, chứ còn Vũ thì ai tôi không được biết. Ông gặp ông Phong nhiều lần chắc là về việc buôn bán phải không ông? Không, tôi gặp ông Phong về chuyện của cô đó. Về chuyện của tôi? Sao trước giờ ông không nói cho tôi biết? Tại vì ông Phong không muốn tôi nói lại với cô. Ủa, tại sao vậy ông? Hôm nay thì tôi không thể làm thinh, chẳng làm người ơn, mà ơn không phải của mình, mà ơn này của ông Phong, bỏ tiền ra để giúp cô và săn sóc cho cô như săn sóc em gái của mình. Tội nghiệp ông quá thật tình và đóng vai thế người em. Thế mà trong cơn mê tôi có hay biết điều gì, đến khi tôi tỉnh lại thì giám đốc không không tới đây luôn. Ân ông bất cầu bao chớ gì, nhưng theo ý tôi thì cô nên đến gặp ông Phong. Ông Phong cho rằng ông ta có bổn phận lo cho em dâu mình, vì nghĩ cô có dính líu gia đình, cô là vợ chưa cưới của chủ. Tôi không muốn nghĩ đến vì tôi đến thăm ông Phong phải nhắc dù cho tôi nghe, tôi phải xử thế nào đây? Ông Phong là một người tốt. Sau khi đi ngoại quốc về, cô đến thăm. Sẵn dịp đó cô tặng vài món quà cho ông phải hơn. Dạ, tôi nghe lời ông. Chuyện thủ tục ông lo chứ? Tất nhiên, đã lo sẵn hết. 3 ngày nữa chúng ta có thể đi được rồi. Dạ. Chào anh. Cô Thùy Dung.
Thấy quà tặng cô gửi ở nhà có kèm theo bức thư, mà không có tôi ở nhà. Tôi không ngờ cô vẫn còn nhớ tới tôi. Tôi cứ tưởng khi cơn mê qua đi, cô không còn nhớ đến ai hết chứ. Anh Phong, anh không nên trách em như vậy. Vì khi đi ngoại quốc về, em mới biết chính anh đã bỏ tiền ra chạy thầy chạy thuốc cho em. Trước kia ai cũng bảo rằng ông giám đốc Hồng Tân vì biết muộn nên em như kẻ bạc ân. Nhưng tôi chỉ làm bổn phận một người anh. Em là người yêu của em tôi, nhưng dù bị giết lầm, dù đã chết thế cho tôi thật tôi quá đau lòng. Mà cô thì đau xót hơn tôi nhiều, vì bị cướp mất một người yêu. Em yêu dù sự thật em thiếu nghĩ suy nên em lầm. Anh đọc những bài báo cũng có nói nhiều, dù đã đem thảo trinh để làm tiền em. Dù nói thảo trinh con ông hiệu trưởng đó chỉ là lừa gạt, chỉ có thảo trinh mà ta gặp ở Thủ Đức đó thôi anh. Nếu anh đối với em anh thấy có bổn phận thì anh nên giúp thảo trinh mới đúng hơn. Hơn nữa Thảo Trinh lại có con với Vũ, anh nên giúp cô ấy để nuôi dạy cháu phải hơn. Tôi sẽ tìm đến để giúp Thảo Trinh như ý muốn của cô. Bây giờ thì cô không còn nhớ tới Vũ nữa, vậy tôi là anh của Vũ, chắc tôi cũng bị ghét lây, phải không? Sao lại ghét anh? Anh Vũ khác nhau chứ. Cô thấy tôi với Vũ khác nhau à? Vâng. Cô mới nhận thấy hôm nay hay là nhận thấy từ trước? Em... Anh Phong, em nhận thấy từ lâu. Nghĩa là từ ngày đầu gặp nhau, em cứ tưởng anh là anh Vũ của em. Ngày ấy tuy trí em không còn, nhưng em cảm thấy có gì thay đổi. Lời dịu dàng rất thiết tha, đẹp đẽ hơn không còn như xưa. Em mừng thấy được người yêu, chỉ bao nhiêu ngày đổi được lòng vào thăm cô. Tôi thấy cô đang mê, tôi xót xa trong lòng rồi bừng đôi mi. Cô bỗng nhiên ôm tôi, cô nói rằng anh Vũ này sao tới giờ anh mới vào. Trò mà không hề biết trước, khi hiểu được hoàn cảnh của cô thì làm sao tôi có thể từ khước cho đành. Đứa em làm sai mà tôi phải đóng vai.
một kẻ tình thờ. Khi không lại đưa tôi làm con thuyền lạc bên, ôm chầm lấy tôi, cô nói sao bây giờ anh mới đến thăm em. Bao nhiêu người trong bệnh viện ghé mắt vào xem, người tôi cũng run run bao niềm xúc cảm. Ngoài trời thì lúc ấy mây giăng buồn ám đạm, tôi thấy sự mông lung xâm chiếm cả tâm hồn. Nhưng bây giờ anh nghĩ gì đến em, mấy tháng qua anh đóng vai em mình, lầm tưởng thế giới anh là anh du. Giờ đã hiểu ra chuyện không là sự thật, hỏi thật. Cô quên Vũ, không còn nhớ tới Vũ nữa. Nhưng có bao giờ cô nghĩ đến một người nào có bề ngoài giống như Vũ không? Càng gần gũi tôi lại càng ước mong, dù cho chuyện giả nhưng trong lòng tôi yêu cô. Phải chi lúc em sắp đi ngoại quốc, anh tỏ lòng yêu em thì em đâu có hứa nhận lời với bác sĩ Quân. Em đã hứa nhận lời với bác sĩ Quân. Dạ. Anh cũng chúc mừng em có được hạnh phúc. Bác sĩ Quân săn sóc cho em tử tế lắm, cũng là người ân của em đó. Chỉ trễ có 20 ngày thôi, không lẽ chỉ có một đời người con gái mà em lại hứa nhiều nơi sao? Bây giờ anh sống một mình, không có một người thân thích. Muốn xây dựng cho Vũ thì Vũ đã chết. Muốn tha thứ cho Nguyệt thì Nguyệt không còn nữa. Và bây giờ tôi muốn yêu cô thì cô đã có người yêu khác. Sao gọi em bằng cô hoài vậy? Thì anh xem em như đứa em gái của anh, được không? Em à, thì em, anh nói thật nha, hồi trước tới giờ anh mến ông Tân lắm. Nhưng mới nghe em nói phải chi lúc em sắp đi ngoại quốc anh tỏ lòng yêu em, thì em đâu có hứa với bác sĩ Quân, đúng không? Vì vậy anh giận ông Tân lắm đó. Ủa, gì kỳ vậy? Yêu em mà giận ông Tân là sao? Lẽ ra để anh đưa em đi ngoại quốc thì anh đâu có thất vọng như vậy. Anh Phong, sự thật bác sĩ Quân á có ngỏ ý yêu em lúc trước khi em đi. Ngay lúc đó em cũng đã từ chối rồi. Chuyện ấy coi như bây giờ không còn nữa. Còn nay giờ em muốn thử anh thôi. Trời ơi, em thử ác chi vậy? Em thấy lòng có xao xuyến gì không? Em đã hiểu lòng anh yêu em. Nhưng phải 5 năm em mới chịu bằng lòng. Em đã nhận lời 10 năm anh cũng chờ em. Hả? 10 năm cũng chờ em? Ừ. Chừng đó em ăn trầu rồi anh có chờ được em không? Thì anh ngoái trầu cho em ăn. Anh Phong. Em. Em yêu anh. Em. Anh Phong. Vậy khỏi phải chờ 5 năm nghe em. Tháng sau chúng ta làm lễ cưới nghe em. Dạ. Em. Anh Phong. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến
Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thâm sâu. Nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, cưới thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, ngất ngây trong lòng chỉ thay thiệp hồng chiều tím không mây. Đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt thêm. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng như tiễn đưa. Lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây.